Thầy Việt đang chuẩn bị bơm hơi để đi chào xúc các bạn ạ. Cái này như kiểu mình hút ra rồi. Ha ha. Đây, xem em mặc. Bây giờ chẳng xúc lên thôi, xong rồi di chuyển luôn các bác ạ. Ê, di chuyển thôi các bác ơi. Tính chặt các bác ạ. Wow. Không phải thầy đánh nhanh hơn tí nữa mới đỡ say. Hello các bác, hôm nay thì em tới với cả Bazana, được anh Hồ Việt cho đi trải nghiệm chèo súp cùng với cả mấy bạn xinh gái đẹp trai ở chính mảnh đất Tây Nguyên nhà mình đây. Mời các bác đi xuống nhá. Rồi, đi xuống các bác ơi. Ok. Coi cho đây thì không bị rách đấy, cứa chân đấy. Ôi, nước này trong xanh đẹp nhờ. Mấy anh em cuối cùng cũng bơi về được thưởng thức một cái món ăn ở trên đây, trong một cái không gian rất là đẹp các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy này, trước mặt mọi người đây có thể nhìn xa view hồ này. Rồi, mời các bác ăn nhé. Con gái rồi. Ai thế này rồi. Nó đã béo rồi, anh còn quay đây, anh dìm nó à. Rồi ok, múc. Oh.